mình có tiền có bạc, mình dễ coi thường người khác lắm. Mình khinh thường người nghèo. Mình có tiền có bạc, mình coi nhẹ tình nghĩa anh em chị em lắm, tình nghĩa gia đình nhiều khi nhẹ lắm. Có tiền có bạc mất hết tình nghĩa, nghèo một chút thì sống tình nghĩa với cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, họ hàng, bạn bè. Mà có tiền có bạc thì mẹ liệt vào một cái thế giới khác rồi. Mà chúng ta biết rồi, mình coi thường người nghèo thì cuối cùng làm sao? Tới ngày phán xét thì làm sao mà vào được nước Thiên Chúa được? Chúa bảo thôi đi ra thôi. Mình phải yêu mến người nghèo, tôn trọng người nghèo, người khổ, người bị bỏ rơi, thì chính họ đón chúng ta vào thiên đàng. Còn khi mình cậy dựa vào tiền bạc, mình coi thường người ta, thì cuối cùng Chúa nói đi chỗ khác. Cho nên điều Chúa nói là sự cảnh tỉnh, mà nó sự thật như thế. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Bài đọc thứ hai trích trong sách thư gửi tín hữu Hebrew nói với chúng ta, lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu, sắc bén hơn là gươm hai lưỡi. Lời Chúa là thật, là đúng, với tất cả sự thượng trí của Thiên Chúa. Chúa nói với chúng ta những điều đó. Anh chị em hãy tin vào lời Chúa, để đừng cậy dựa, đừng bám víu vào tiền bạc, hãy biết chọn Chúa.